Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung Thà, mức án 7 năm 4 tháng tù vì cung cấp ma túy cho người khác tổ chức sử dụng trái phép. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1966, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, 7 năm 4 tháng tù. Nguyễn Gia Linh, sinh năm 1993, trú tại quận Đống Đa, 7 năm 2 tháng tù. Tạ Văn Tuấn Anh, sinh năm 1988, quê tỉnh Thái Bình, 7 năm tù. Trần Quang Linh, sinh năm 1999, quê tỉnh Thái Bình. Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1984, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh án 28 tháng tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Ngọc Dung là người cung cấp ma túy cho mọi người sử dụng, còn bị cáo Nguyễn Giao Linh là người chủ buổi sinh nhật, chủ động gọi điện cho Dung nhờ đặt bàn, biết được Dung Thà sẽ mang ma túy đến để mọi người cùng sử dụng nhưng không phản đối, đồng thời còn nhận chất cấm này. Theo cáo trạng, đêm ngày 24 tháng 11 năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh cùng Tạ Văn Tuấn Anh tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng chất ma túy tại quán bar Gen Z Never Sleep tại địa chỉ số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã thu giữ được 2.003 gram ma túy MDMA và 2.448 gram ma túy ketamin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp tại số 4 ngách 371/17 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và phát hiện Phạm Thị Kim Ngân đã có hành vi tàng trữ trái phép 1.983 gram ketamin và 0,511 gram MDMA với mục đích sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Dung đã khai vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, Giao Linh nhắn tin cho bị cáo nhờ đặt bàn tại quán bar 80 Mã Mây để tổ chức sinh nhật. Tối đó, Dung cất ketamin vào phía sau vỏ ốp điện thoại, gói ma túy nước vui trong người và đến quán 80 Mã Mây. Khi đến nơi, Dung bảo Giao Linh lấy một phần ketamin sau ốp điện thoại để đưa cho Tuấn Anh mời mọi người sử dụng và một gói ma túy nước vui để tặng Giao Linh. Số ketamin còn lại, Dung vẫn cất giấu tại phía sau ốp lưng điện thoại để mọi người sử dụng hết trong buổi sinh nhật. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11 năm 2022, lực lượng công an kiểm tra quán và phát hiện thu giữ ma túy tại bàn của nhóm Dung ngồi. Kết quả xét nghiệm, Dung và Giao Linh có kết quả dương tính với ma túy loại ketamin, MDMA. Nhân viên quán bar 80 Mã Mây khai đã được thuê để phục vụ cho khách sử dụng dịch vụ tại quán và không biết, không liên quan đến việc Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.